Rồi chào các bác, hôm nay Đức Ca xin review cho các bác về trường hợp của một anh khách ở tại Bắc Ninh. Tại Bắc Ninh lên Hà Nội nhờ Đức Ca tư vấn mẫu tem sao cho đẹp và ngon nhất. Vì trước kia anh ấy có dán ở một cơ sở nào đấy, mình cũng không tìm hiểu sâu. Nhưng mà sử dụng cái đài can là đài can kém chất lượng. Đây, và anh Hiếu Biển tại Đức Ca sẽ bóc loại này khổ, sẽ giúp các bác xem khi hậu quả khi sử dụng cái đài can kém chất lượng. Nói chung là giới thiệu với các bác, đây là cái loại đề can mà nó kém chất lượng thì là thường thường nó sẽ xảy ra những cái hiện tượng như là nó bị nhả keo như này. Thế làm ra là mỗi một khi mà anh em mình không muốn cái mẫu này nữa mà dán sang một mẫu khác là mình phải bóc ra. Bóc ra nó sẽ bị nhả keo như này thì khi tẩy rửa nó sẽ ảnh hưởng đến lớp sơn zin. Rồi. Được chưa? Đấy. Đấy. Nó nhả hết keo rồi. Và đề can cảm giác nó rất là giòn các bác. Bóc ra nó không theo những gì em phán đoán thì đây đúng ra ví dụ như bên mình thì sẽ sử dụng cái loại giấy cao cấp là Panorama, nhưng mà đây đơn vị này là không có giấy khổ 1,5 m, đâm ra là họ sử dụng candy, họ cán ni lông lên và candy này cũng là candy kém chất lượng, đâm ra bị nhả keo. Thế bình thường thì mình dùng Panorama khổ 1,5 m nhà mình thì vô tư, đâu có bị như này đâu. Cái này đấy là cái hậu quả thứ nhất. Ví dụ hậu quả thứ hai mà mình muốn giúp các bác nhận biết được để lần sau các bác chọn những cơ sở dán đề can ô tô cho uy tín. Đây, tiếp tục. Đây nha, anh quay sát được phần này. Rồi. Ví dụ mình chia sẻ với anh em này, bên mình thì sử dụng cái loại cước 3M cắt rất là chuẩn và không ảnh hưởng đến lớp sơn zin đấy. Nhưng mà các bác nhìn này, ví dụ như cái đơn vị này là họ sử dụng dao dọc giấy hoặc là dao lam này cắt vào 3-4 lớp này, ảnh hưởng đến lớp sơn zin và cái chất lượng của nó rất là kém. Mình giải thích kỹ với anh em. Những cái phần mép nó bị bám bụi đen này hết. Đó, và bị ố ở cái phần mép này nhìn rất mất thẩm mỹ. Để nói là nhìn con xe rất là xót. Rồi. Tiếp theo cái hậu quả lớn nhất là khi các bác nên chọn những cơ sở uy tín, nếu không những trường hợp nếu mà bốc đề can nhả keo này thì nó bóc đề can ra như này tí em sẽ phải tẩy rửa rất là vất vả và ảnh hưởng đến lớp sơn zin này này. Dùng hóa chất để tẩy rửa những cái lớp keo đi rất ảnh hưởng. Còn vấn đề gì nữa? Đấy, như dán cũng một tí tem này, hai cái yếu tố này là đã đủ. Tiếp theo là những phần mép. Đây các bác để những phần mép thì thứ nhất là kỹ thuật dán không dán hết, vẫn bị để hở mép, đường cắt nó không thẳng, vẫn để hở phần sơn màu trắng, nhìn không được thẩm mỹ, chưa bàn và độ bền và độ thẩm mỹ thì chưa được tối ưu. Một phương pháp giải quyết ở tại Đức Ca là bên mình sẽ tiến hành sử dụng xịt keo chứ không dùng xanh các bác nhé. Về tẩy rửa thì nó sẽ dùng cái loại tẩy rửa của 3M, xịt tẩy rửa rất là chuẩn. Hai là khi mà dán lên thì mình sẽ sử dụng những loại đề can cao cấp để tránh được cái tỷ lệ bong keo và hư hại sơn xe như thế này. Nếu các bác sử dụng dán đề can ở tại Đức Ca thì luôn được cam kết sử dụng đề can cung cấp hoặc đề can cao cấp, cam kết không bị nhả keo nhiều như này các bác. Còn như ở đơn vị này bị nhả keo thì bên mình sẽ sử dụng xịt 3M chuyên để tẩy những cái vết keo ở trên bề mặt sơn này, không sử dụng xăng để tránh làm ảnh hưởng hoặc là mất cái lớp bóng ở trên bên trên bề mặt sơn zin. Anh bóc cái loại đề can này không đã chết mệt rồi mày ạ. Không vây nữa kìa. Rồi cảm ơn các bác đã theo dõi video. Em ơi.